Báo cáo mới nhất vừa được công ty Cushman Wakefield Việt Nam công bố cho biết, trong quý 2 vừa qua, nguồn cung và giá thuê bất động sản công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, thị trường tại Hà Nội đang diễn biến chiều ngược lại. Cushman Wakefield cho biết trong quý 2 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh có thêm một khu công nghiệp mới hoạt động, cung cấp thêm hơn 300 hecta vào thị trường bất động sản công nghiệp. Như vậy, hiện thành phố này có 19 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích gần 3.940 hecta. Cùng với đó, giá thuê trung bình so với quý 1 năm 2016 và cùng kỳ năm ngoái tăng 2%, đạt khoảng 2 858 000 đồng một mét vuông một kỳ hạn thuê. Sự gia tăng này chủ yếu là do giá chào thuê cao hơn của khu công nghiệp mới. Giá thuê này cũng cao gấp đôi so với các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai. Trước khi đó, tại Hà Nội, tổng nguồn cung hiện hữu trong quý 2 năm 2016 giảm 2% xuống còn khoảng 1.390 ha do một khu công nghiệp được chuyển đổi thành khu đô thị. Giá chào thuê trung bình cũng giảm xuống 1% so với quý đầu năm nhưng tăng 2% so với cùng kỳ ở mức 2 triệu451.000 đồng một mét vuông một kỳ hàng thuê Tuy nhiên đây vẫn là giá thuê cao nhất ở khu vực miền Bắc